Loạt bài tiếp theo liên quan đến những cái từ mới về cái tin chính trị ở bên nước Mỹ. Ok, và tôi sẽ đọc những cái từ mới khó này và tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc như thế nào nhé. Ok, hãy cùng tôi học cái bài này. Cập nhật kết quả cho lấy bầu cử. Update election result so that Mr. Biden currently Biden hiện có 3.027 phiếu đại biểu, 3.000 delegates, 3.027 delegates, and Mr. Trump has 1.850 delegates. Ok, trước đó cả hai ứng viên đã có đủ số phiếu đại biểu. Previously, both candidates had gathered enough delegate vote. 1.968 phiếu đại biểu đối với Đảng Dân Chủ. 1.968 delegate vote for the Democratic Party and fell 15 delegate vote for the Republican Party. 1.968 phiếu đại biểu đối với Đảng Dân Chủ và 1.215 phiếu đại biểu đối với Đảng Cộng Hòa đủ điều kiện để được cử tại đại hội đảng toàn quốc, qualifying them to be nominated at the nation party convention. Vòng bầu cử sơ bộ sẽ tiếp tục đến tháng 6 trước khi hai đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ tổ chức đại hội toàn quốc vào trung tuần tháng 7 và tháng 8 tới. Ok. The primary election round will continue until June before the Republican and Democratic Party hold their national convention in mid-July and next August. Ok. Mặc dù kết quả không có ý nghĩa nhiều khi cuộc đua mỗi đảng đã ngã ngũ. Although the election results do not mean much when the race for each party has been decided. Although the election results do not mean không có nghĩa nhiều, không có ý nghĩa nhiều, mean do not mean much when the race khi cuộc đua mỗi đảng đã ngã ngũ, when the race for each party has been decided. Những kết quả tại các bang chiến địa như Wisconsin hay Pennsylvania rất đáng chú ý vì được cho là phần nào hé lộ bức tranh của cuộc tổng tuyển ngày 5 tháng 11. The result in những kết quả đâu vậy? Những kết quả tại các bang chiến địa như Wisconsin, the result in battery state, battleground